Hello anh em, chào tất cả anh em trở lại với channel của tôi anh em ơi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục vào chiến qua tài xỉu anh em nhá. Sở trường của tôi thì vẫn là một là tài xỉu mini game, hai là xích bo anh em nhá. Đây là hai con tài xỉu gọi là mình hay chơi nhất. Thật ra thì đã là tài xỉu hay là sóc đĩa thì cầu kèo nó tương tự, là tương đối là giống nhau anh em nhé. Nhưng mà chẳng qua là mình chơi theo quen thì mình chơi. Với cả tôi thấy là cầu tài xỉu mini này nếu mà gọi là chơi hai mặt này thì nó vẫn chạy nó vẫn đều hơn là cầu tài xỉu ở cái xích bo, nó chạy khá nhiều lúc nó khá loạn anh em ạ. Xích bo chủ yếu mình chơi vị thôi. Đấy, thế là vừa vào làm ngay hai củ của anh em. Ở đây thì nó đang là cái khung này gọi là khung cầu đi bệt anh em ạ. Và với cái dạng cầu bệt như thế này thì rất đơn giản. Đại loại là về cái gì thì chúng ta bắt vào cái đấy thôi anh em ạ. Dạo gần đây thì mình cũng nhận được khá nhiều cái câu hỏi thắc mắc, hoặc là nhiều anh em thì bảo là tạo cái nhóm kéo đi anh ơi. Thì hiện tại thì đã có một cái nhóm kéo cầu free ở trên Telegram, để anh em có thể là vào trong cái nhóm đấy để chơi chơi theo nhóm. Nhóm thì hoàn toàn là free thôi, nhưng mà anh em cũng phải lưu ý cho tôi là cứ không phải là chúng ta vào nhóm chúng ta chơi là phím tay nào ăn tay đấy, không có cái chuyện đấy anh em nhé. Thì mình chơi nhóm mình phải quản lý vốn tốt, và thậm chí thì có thể là chờ anh em gãy một hai tay bắt đầu mình mới vào thì nó ok hơn đấy. Hay quá nhờ, vào làm ba củ luôn anh em, ấm gật luôn. Cầu này thì cứ là bám dính theo cầu anh em nhé, đến khi nào mà cầu nó đảo thì mình đảo theo. Nhưng mà với những cái giai đoạn cầu đảo thì chắc chắn một điều anh em chơi sẽ bị gãy thông, điều đó không thể tránh được. Kể cả là anh em có bắt theo xí ngầu vẫn gãy nha. Ở đây là mình chỉ có thể là chơi theo công thức thì mình có thể tăng được tỷ lệ win lên. Ví dụ là đang là 30% thì mình phải tăng 4 lên 40-50%, đang là 50-50 thì mình tăng lên 70-80% đúng không? Thế là ok rồi. Chứ làm sao mà có thể là 100% đấy anh em? Không có một cái biện pháp nào có thể 100%. Và khi anh em mọi người chơi những cái tựa game bài đổi thưởng thì chúng ta thừa hiểu một điều là nó có rủi ro. Và không riêng gì khi chúng ta chơi game bài đúng không, cái gì cũng thế. Ví dụ như là anh em có thể đầu tư vào mình lấy là ví dụ như hẳn là cái đồng Bitcoin đi, nó vẫn có rủi ro là cái thời điểm nó anh em vào cái thời điểm cao, vào lúc cao điểm hay gọi là đu đỉnh, thì anh em vào xong có thể nó sẽ giảm đúng không, thì chúng ta sẽ bị lỗ. Nhưng mà đấy là lỗ tạm thời đúng không, lỗ tạm thời đấy. Thì chơi tài xỉu này cũng vậy, nếu chúng ta kiểm soát tốt thì có những thời điểm mà gãy, như đấy gọi là mình lỗ tạm thời, và mình chờ đến đoạn cầu êm hơn thì mình sẽ kéo lại gỡ lại cái đoạn đấy anh em ạ. Ở đây thì tôi đã bị gãy một tay 300. Đấy, tiếp tục là tôi sẽ đi lại một tay 500 anh em nhé. Cứ đi lại một tay 500. Và đương nhiên rồi thì vẫn phải là vào tài con này. Hôm nay nó cũng thuộc là cái dạng khung giờ này, khung giờ cuối tuần anh em ạ. Cuối tuần thì nó cũng cầu là cũng có xu hướng nó êm hơn là chạy ở những cái khung đầu tuần anh em nhé. Xu hướng cuối tuần nó vẫn cứ êm hơn, dễ chơi hơn, đại loại là như vậy.
Úi giời ơi, anh em cầu bắt đầu có xu hướng là đảo này anh em này. Thế thì con này tôi sẽ bỏ qua anh em nhá. Tôi sẽ bỏ qua cái mã này. Và nếu ví dụ mà nó về con tài ấy, thì nó là cầu 11 thì mình sẽ theo cầu. Có thể là khi chơi anh em có thể chơi một lúc một vài sảnh luôn cũng được. Ví dụ cầu nó đảo thì mình tạm tạm dừng. Ví dụ như là ở sảnh MD5 lúc này ấy, thì tôi thấy nó là đang cái cầu này đang là cầu bệt, cũng là đang cầu bệt này anh em này, vừa sang một con xỉu đúng không? Thì cầu này tôi cũng sẽ gọi là theo cầu luôn đấy, theo cầu luôn, tạm tạm dừng ở bên kia lại anh em nhé, tạm dừng ở bên kia lại xem nào. Cứ khung bệt đây là về cái gì anh em bắt cái đấy là ok nhất anh em ạ. Lụm lúa luôn còn gì nữa đúng không? Quá hay luôn anh em ơi. Quá hay luôn đúng không? Cầu này cứ bám cầu anh em nhé. Tiếp tục tôi đi một con xỉu nữa 5 lít. Nốt tên này thì có lẽ rằng là cũng chốt kèo rồi. Chốt kèo nhẹ hơn 3 củ nhỉ. Lụm lúa tiếp. Ui giời ơi anh em ơi, gãy. Nói chung là tầm này nghỉ là được rồi. Gãy cũng không vấn đề gì anh em ạ. Rồi tôi chốt rồi. Chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip tiếp theo. Mọi người nhớ follow kênh để theo dõi những video mới nhất của tôi anh em nhé.